cộng phán có mùi không nhỉ? Được dưới. Đấy. Thông báo cái gì đây? Mái gần hơn con trống. Con mái à, con trống nó đang quắp đuôi à, quắp đuôi. Đấy, đầu tiên nó sán lồng như thế cơ mà. Thì lúc anh treo mồi anh lên nó cũng sán như thế rồi, gì nữa. Cái lồng mình cái cành kia nó nhiều quá. Lên. Này. Nó vừa lên. Mình nhìn vào máy này mình nét lên, mình nhìn mắt. Hay xuống rồi. Con này thế thì à. Mày úp con mồi vào cái chả này. Thao tác. Ông này kiểu không quen lâu này còn đã sợ. Úp vào lông mày vào này. Đẩy. Nó ăn. Chịu cái chủ nữa. Với hôm nay hôm thứ tư, thứ ba. Mày xem trong cúp xanh có cái cặp.